cái cây này là của mình à? Nắng đỏ hơi cắt cái ní nhá. Cắt cái ní nhá. Có mấy cái cày đấy cắt rồi, nó còn phải mới tận. Nó kệ với hàng nó đứng lên đụng đâu. Mới là hàng cao mịt mấy mà đụng đâu? Đụng đâu? Để kéo xuống. Đừng lấy. Cao mịt mấy? Nó tám. Hả? Mà tám mà lên lên để mà đụng mấy chi lên nó thì ngồi xuống mà đi xuống mới xuống chứ. Làm chi mà đừng giấy. Mà lỡ mà nhiều khi mấy người ra phụ nhận nó ra bơ uống rượu bia say bơ răng. Treo lên cái đường đâu uống rượu thì đi tiêu dưới đi bài tao à? Làm hai cái bề tiêu khốn mà cái cày đấy cơ à bảy rồi để em đừng đừng đâu đó cày ní à hồi lên 50 phân nữa lên nó phải mang lên 50 phân nữa là được lần mà bị lắm đấy mấy không đụng đâu con nghĩa mắng được có xây cho mốt thì không được thì xây ngoài chỗ đó, xây ngoài đó, quay mặt được, xây ngoài được đấy à, để đi quay đến chỗ còn vô lại đây, hai cái hầm đấy à, cái hầm à, không được, cái hầm trên đi này, hầm trên đi là đi trực tiếp để con quá đi tiêu hủy ra ngoài đó hầm rút, hầm rút nó còn phải là mình cho cái ổ cái hầm này lại, thì ra chưa cái hầm rồi. Xây kì ấy thôi, con đưa cái hâm vô đây, đưa cái ống vô đây chú chứ. Được một miếng hả? Được chứ không bao giờ lên tới đây thôi. Thôi phải đi thì thôi cho mắc ra, cho ra ngoài này luôn. Thì phải đi đến như con về cái tao đấy này. Thì phải đi bắt một cái ống thằng trên để cho ra ngoài nữa. Con ơi lên làm cái bề câu cái gì không đủ đi này. Cái chỗ này mình hẹp thế à? Chỗ nếu mà làm đấy được thì tốt. Tại đi đập rồi nè. Làm ở đây cho khỏe. Làm ở đây là tốt chứ. Làm đấy à? Là đục cái ổ qua đó. Qua đó rồi, đi đấy qua đó thôi. Đó. Giờ phía đấy là xuống rồi đấy. Thằng không nước không có mỗi mà nhiêu đâu mau. Mỗi thì phải nhất phải cắt bám không? Cái bám đấy phang được cái một viên ba lô viên đá nữa. Cái đường nó có hơi nhỏ xí thì nhỏ được chứ nữa được rồi nhưng mà thôi đừng nữa được cưng chi ta đập cái cảnh đi cho cái cường nó đỏ chứ với chị tổ nó ngon trời là được chơi đập cái nó chơi đập nè không nói cưng thiệt mà cái cường nhưng cũng vướng à là đưa cái cường nó đỏ đấy cũng mà xảy ra nếu mà ra đây thì đi chừng đi đụng chứ đập cái đôi cái chỗ thì cái quần mẹ nó xây ra từ đấy hả thì cần trong mong mẹ nó được thôi mẹ thì nó trộn ở vô tư không cần thiết hồi ta đưa cái cậy đập trong đây cho nó làm đó không bén đồ mệt đưa cái cửa nó tháo cái cửa nó đó cái chỗ này nó vừa ngon lên thôi nên đập cái cậy này có xây cái chỗ này làm nè 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 lô chi lô láng á hả mô cái dạng cái chỗ này mẹ nó chả phải cái lô này chứ mất nè để quái vẻ mò ra được chứ mò vô tứ
một ngọn lửa không không tức là hẳn hẳn là sẽ to nhỏ trình trình to nhỏ ở bên này á, là có thêm cái hầm nữa lên lửa riu 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 á. Dạ đúng rồi, và là có thêm cái kiêng mà kiêng cho cái nồi nhỏ này kia. Dạ. Chú ngột luôn chứ chết. Chú ngột luôn chứ chết. Nói làm 80 là dài như đi 80 phân luôn. Ba hộp bao lên. Có như đi được chưa? Ngang đây. 80. 80 là hai cánh cửa đó. Không, đây là kẹo đi không, kẹo không. Đi. Là làm dài đi, bắt kẹo luôn. Dài đi là 80. Bắt kẹo ra kẹo vô rồi đi cho bỏ đôi cho thoải mái luôn. Nó là một cái này, một hộp đi là 20. 80. 80. 80 mà làm hộp dài như đi. 80. Phải không? Chứ không kẹo không đôi nhiên. Ờ, được bao cao. Đây là 7 trên mình là 70 vậy đó. Ừ? Cái bao mà mình nói là bao học. Cái cùng bí đó đó. Ừ? Bao nữa. Chị hồi lên đo lại để cho hai cả bao nhá. Ừ. Đúng rồi. Rồi gọi kèm chặn Zalo với nhà xuống. Zalo cho chị phải gọi cái màu nữa cho chị. Ờ. Còn lấy cái đó không? 1.260.000 là ra đó rồi em, vẫn đi ăn nữa lắm. Điều cái năm đi tốt là đi thiên đạt một tốt nữa. Cái này mới về đó à? Mới về mới đi giáo họ đó, sẵn nói con giáo họ đó. Chứ đặt thứ ba ngày nữa, mai đâu cho có nữa.